Rồi, xin chào cả nhà đã đến kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Thì hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình đến cửa hàng xe máy Thu Quân. Mình quay chiếc clip Thái nha cả nhà. Clip nhập khẩu từ Thái Lan ha. Nhập khẩu từ Thái Lan. Thì chiếc clip là 150 ha. Rồi, thì đây là cửa hàng xe máy Thu Quân cả nhà. Đây. Thì địa chỉ cửa hàng là ở số 2 đường Hồ Xuân Hương, khóm 1, phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Số điện thoại là 02-373-863-899 ha. Một số nữa là 02-373-840-668 nha cả nhà. Rồi, thì hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình ha, vào bên trong quay chiếc clip nha. Rồi, thì đây, đây là chiếc clip 150 màu trắng đỏ nè cả nhà. Màu trắng đỏ. Thì em có màu trắng kết hợp cái đầu màu đỏ ha. Thì chiếc clip này á, thì được nhập khẩu từ Thái Lan nha cả nhà. Từ Thái Lan thì ta kêu bằng clip Thái ha. Clip Thái nè, 150i ha, 150i. Thì chiếc clip Thái này á thì mình thấy nó rất là đẹp nha cả nhà. Thì cái giá cả nó cũng cao á, cái giá nó cũng ngang ngửa với chiếc SH cả nhà. Đây. Ngang ngửa với chiếc SH này ha. Đây. Thì đây là clip. Thì cả nhà mình ngoại hình mình nó gọn gọn chút thì chạy clip rất là đẹp nha cả nhà. Thì rất là đẹp. Thì em nó toàn bộ đèn led ha. Toàn bộ đèn led. Dàn đèn em nó nè. Rất là ngầu nha cả nhà. Dàn đầu rất là ngầu ha. Đây là bánh nè, vỏ em nó nè, lớp nè ha. Rồi. Đây là em nó có heo dầu Nissin. Nissin màu đỏ nha cả nhà. Thì cái đĩa được làm cái hoa văn rất là đẹp nè, cách điệu ha. Nó giống như cái bông hoa cả nhà. Đây nha. Thì em nó có cái mâm kép nha cả nhà, mâm kép một cây lớn một cây nhỏ ha. Nó giống tựa như chiếc Vario á, Vario từ Indo ha. Rồi. Thì để mình quay một vòng cho cả nhà xem. Em nó đây. Thì dàn đầu em nó đây. Dàn đầu em nó là kết hợp màu đen, màu đỏ, màu trắng ha, rất là tuyệt vời. Thì một chút mình báo cái giá cho cả nhà tham khảo luôn ha. Thì cả nhà xem hết video nha, mình sẽ báo cái giá cho cả nhà tham khảo. Thì đây là dàn đầu em nó đây. Rất là gọn. Thì em nó được kết hợp với chìa khóa mắt cây. Chìa khóa cây rất là tiện dụng ha. Đây, an toàn. Thì bên đây nó có cái họng nhỏ, bên đây có họng lớn ha. Rất là tuyệt vời. Thì dưới cái họng nó có một cái rãnh nhỏ đó cả nhà. Cả nhà thấy trắng trắng ha. Chỗ đó là chỗ để mà thoát nước á, thí dụ như trời có mưa ha, nó đọng nước á thì nước nó thoát ra đường đó ha. Rồi. Thì đây là nhãn em nó nè. Chữ Thái nha cả nhà, chữ Thái nha. Đây. Thì cái da yên em nó cả nhà nhìn rất là mềm cả nhà. Nha, ngồi rất là im nha. Ồ, nó mềm quá cả nhà ơi. Nè, cả nhà thấy không? Cái độ đàn hồi của nó nè. Thì nó nhồi lúng nhìn nó lên lẹ nha cả nhà, nên rất là im ha. Chứ không phải như mũ mà mút lô ha, mút lô cả nhà ngồi xuống là nó lúng luôn nha. Còn cái này mút gin á, mút gin cả nhà ngồi xuống á nó vẫn xuống nhưng mà nó trả lên liền ha, nó rất là im, nó đàn hồi. Nó nhúng rồi nó nhả ha, rất là tuyệt vời. Ở đây, clip đây, có chiếc clip màu trắng nè. Thì em nó 150 ha. Nè, ngoại hình thì cả nhà cũng biết rồi ha. Thì hôm nay mình thấy chiếc màu trắng đỏ này rất là đẹp, mình quay cho cả nhà xem. Nè. Nó có cái ốp lường ở dưới á, ở dưới cái lường thì màu đỏ ha. Ở lường màu đỏ. BGM FI ha. Thì chiếc clip thì cái bình á, cái bình thì để ở dưới nha cả nhà, để ở dưới cái sàn để chân ha. Thì cả nhà cái sàn để chân này á thì cả nhà hạn chế đi ngập nước ha. Ngập nước sâu quá thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái bình điện của mình ha. Rồi. Thì đây, em nó ở sau mình tới rất là đẹp. Em nó có hai cái đèn nhan hai bên ha. Thì kết hợp được cái phục màu đỏ nè. Màu đỏ bóng nè. Thì cái phục màu đỏ bóng thì kết hợp với cái bánh màu đen nè. Cái bô e màu đen, toàn bộ màu đen. Thì nó là một cách điệu rất là đẹp. Cái phục rất là đẹp ha. Rồi. Thì công đồng mét thì đo ở sau luôn nha cả nhà. Hệ thống công đồng mét nó đo ở sau luôn ha.
Thì đây là lốc máy nè, lốc máy em nó nè. Thì em nó là ESP nha cả nhà. ESP ha. ESP thường thôi chứ chưa có cộng nha cả nhà, chưa có cộng. Thì mình quay một vòng cho cả nhà xem ha. Thì xe clip Thái á, 150 thì nó có cái 150 với 125 á, nó có cái cần gạt này rất là hay ho nè cả nhà. Thì mình xin chia sẻ với cả nhà cái cần gạt này ha. Thì thí dụ như cả nhà mà muốn chiếc xe nó đứng luôn á, mình buông tay ra, mình bóp thắng á, bình thường thì cả nhà phải bóp thắng gì, bóp thắng hoài ha. Thí dụ mình muốn đậu lại á, bóp thắng hoài. Nhưng mà có cái cần gạt này á, cả nhà bóp thắng xong cả nhà gạt này vô thì chiếc xe mình nó sẽ dính luôn nha cả nhà, nó đứng luôn ha, rất là tuyệt vời. Thì trong khi đó thì mình làm công việc đồ, thí dụ như mình bấm điện thoại đồ cũng được ha. Thì mình chia sẻ cả nhà cần gạt này rất là hay nha cả nhà. Nè, đó. Thí dụ mình bóp này vô ha, bóp này vô, bóp này vô đi, mình có một tay là không được cả nhà. Xong mình bóp này vô luôn nha cả nhà, đó thì nó dính về luôn ha. Đó, nó dính vô bánh xe trước thì không có lăn gì hết á ha, rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình bóp vô nè cả nhà, bóp vô ha, nó bóp vô thì nó nhả ra nha. Cái đó là một cái hay ha. Rồi thì đây em nói nè, thì cho cả nhà xem cái nhãn năng lượng của em nó nè. Chỗ nó quấn hết rồi cả nhà, nó chóc kèo rồi. Thì nhãn năng lượng của em nó là 2.211 trên 100 km ha. Thì nó hơn 2 lít 2 chút xíu nha cả nhà, hơn 2 lít 2 ha. Rồi thì dàn phụ của em nó là màu đen đen nhám nha cả nhà, đen nhám chứ không có đen bóng ha. Thì quay Thái thì dàn phụ nó làm màu bóng rất là đẹp. Thì đã loại bỏ công tắc đèn luôn nha cả nhà, đèn mặc định là cháy suốt ha, đèn led có Alin top ha. Động cơ ngắt tạm thời 3 giây ha, dừng động cơ tạm thời 3 giây. Rất là tuyệt vời. Rồi, thì em nó kết hợp được cái cản màu đỏ nữa nha. Cản màu đỏ rất là đẹp. Thì màu đỏ này ở trong là màu đỏ nó cũng nó tương tự như màu đỏ đô đó nha. Nhưng mà vô điện thoại á, bố vô cái camera mình thì nó ra cái màu đỏ tươi tươi ha. Giống như màu màu cam vậy. Rồi. Đây. Thì mình xin báo cái giá của các em clip Thái 150 này luôn ha. Thì cái giá của em này tại cửa hàng xe máy Thu Vân ha. Tại cửa hàng xe máy Thu Vân thì cái giá em nó là, thì cái giá này bao gồm là phí biển số nha cả nhà, bao gồm phí biển số ha. Cửa hàng bao gồm phí biển số cho mình. Thì cái giá em nó hiện tại là 98 triệu nha cả nhà, 98 triệu ha. Rồi thì đặc biệt tại cửa hàng xe máy Thu Vân ha, thì cả nhà lưu ý là mình báo ở đâu thì cái giá ở cửa hàng nào thì nó chính xác là cửa hàng đó ha, chứ mình không có nói chung ở đâu được hết nha cả nhà, tại vì mỗi cửa hàng thì cái giá nó khác nhau ha. Rồi mong cả nhà hiểu và thông cảm nha. Rồi thì cả nhà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh và cho mình xin một like nếu mà thấy video hữu ích đó. Thì chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Mình rồi thì mình cảm ơn cả nhà đã xem video của mình ha. Mình hẹn gặp lại cả nhà trong video sau. Rồi bye bye cả nhà nha, bye bye.